Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Longines. Đây là một chiếc rất là đẹp với mặt đeo màu trắng cùng sợi dây da cá sấu màu nâu cực kỳ sang trọng. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay nằm trong bộ tập là Brisbane Heritage, mang mã quốc tế là Longines Brisbane Heritage L4.785.8.73.2. Một chiếc rất là đẹp với bộ khung vỏ được cấu tạo toàn bộ bằng vàng hồng khối 18K AU750. Và với cái size mặt là 38.5mm thì cái hàm lượng vàng trên chiếc Longines này nó khá là nhiều. Vì đối với chiếc đồng hồ vàng khối thì size 38.5 được coi là một cái size lớn rồi anh em nhé. Độ dày trên chiếc này là khoảng độ 9.5 cùng với cặp lũng càng thiết kế khá là dài và nó cong xuống như này. Thì khi anh em lên tay nó sẽ ôm lấy cổ tay của chúng ta. Và anh em cổ tay lý tưởng để đeo chiếc Longines này thì sẽ từ 16-16.5cm trở lên. Đeo sẽ rất là đẹp ạ. Những bản Heritage của Longines đó chính là những bản kỷ niệm. Và những bản kỷ niệm này thì nó được sẽ được sử dụng những chất liệu rất là đặc biệt. Điển hình là bộ khung vỏ được cấu tạo bằng vàng. Đồng thời thì bộ máy bên trong của chúng ta cũng được nâng cấp tinh chỉnh. Đó chính là cỗ máy ETA 2895-2. Cỗ máy này được nâng lên từ máy ETA 2892. Và với sự nâng cấp này chúng ta sẽ có thêm một kim rốn đấy ạ. Tức là cái kim dây chính của đồng hồ sẽ nằm riêng biệt tại góc 6 giờ. Và tất cả anh em có thể thấy là các kim của chúng ta đều được cấu tạo dạng kim nung. Và để lên được màu xanh của kim nung này thì các nghệ nhân của chúng ta phải nung ở nhiệt độ thích hợp. Đó. Và kim giờ, kim phút của chúng ta cũng được thiết kế dạng kim mắt ngỗng rất là đẹp. Chúng ta sẽ có những lòng ngoài cùng nơi chứa những cọc số Arabic. Đó, để tăng phần cổ điển, chúng ta sẽ có dòng chữ Squidmate nằm tại góc 6 giờ. Mặt kính sử dụng sẽ là một mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước. Góc 12 giờ là dòng chữ Longines quen thuộc. Có thể nói là cái sự ánh kim của vàng, một kim loại quý thì anh em lên tay nó không khác gì một món đồ trang sức. Phần thân được tạo hình rất là đẹp với đùm chính nằm tại góc 3 giờ. Nổi bật sẽ là logo cánh chim của Longines và dòng chữ Longines được hoàn thiện đổi ạ. Đi kèm thì chúng ta sẽ có thêm một sợi dây da cá sấu màu nâu và đây là sợi dây đã được nâng cấp rồi. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa CE của Longines với biểu tượng cánh chim và chúng ta sẽ có đồng hồ cát. Và toàn bộ khóa của chúng ta chỉ là khóa mạ PVD mà thôi, với chuyện stainless steel. Với những sản phẩm vàng đúc của Longines ạ, bằng khối 18K thì khóa chỉ là khóa mạ, thì cái điều này thì anh em xem video mình thì cũng sẽ biết. Phần đáy của chúng ta thì thiết kế kín đáy, với cái đáy của chúng ta cũng được cấu tạo toàn bộ bằng vàng. Đó. Bộ máy sử dụng trên chiếc Longines này đó chính là cỗ máy Calibre L609.3. Cỗ máy này được pay từ nền tảng máy ETA 2895. Với cỗ máy này thì anh em sẽ có đầy đủ 27 chân kính. Tần số sử dụng là 28.800 VPH và thời lượng chịu cóp của chúng ta là khoảng 42 giờ. Cỗ máy được tinh chỉnh đánh vân rất là đẹp. Anh em vừa có thể nhìn thấy rõ từng cái chữ triện ở bên trong máy ạ. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cái triện ký hiệu của vàng để minh chứng cho chiếc đồng hồ chúng ta sử dụng kim loại quý, đó là vàng 18K. Ở đây hãng đã đóng của chúng ta triện AU750 này, triện đầu chó Bechna, triện cân tiểu ly. Và những cái triện này nó khá là mờ vì vàng là một kim loại quý, nó khá là mềm. Ví dụ anh em đeo ạ, lâu ngày thì những cái triện này, chữ này của chúng ta nó sẽ mờ đi. Ở đây chúng ta sẽ có Water Resistant 3ATM với triện hình chữ S là ký hiệu mặt kính Sapphire. Đầu mã sản phẩm là L4.785.8. Tiếp theo chúng ta sẽ có triện Longines cùng với một số triện của hãng nữa. Đó. Sản phẩm của chúng ta thì là một chiếc qua sử dụng bên mình về với tình trạng là còn full box đầy đủ hộp sổ thẻ của hãng. Giá retail đang bán hiện tại là 115 triệu cho một chiếc Longines vàng khối mang cho mình cỗ máy automatic của Thụy Sĩ cực kỳ bền bỉ. Và với chiếc Longines này bên mình về thì độ mới còn rất là cao. Giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, chỉ 49.500.000 mà thôi. Nếu anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Địa chỉ là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.